Tin tức ngay sau đây sẽ được mang tới bạn bởi kênh YouTube của báo VietNamNet. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính. Bão Bebinca đổ bộ, Thượng Hải hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong vòng 75 năm qua. Theo China Daily, trong ngày 16 tháng 9, bão Bebinca đã đổ bộ vào thành phố Thượng Hải với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km/h gần tâm bão. Đây là cơn bão thứ 13 tại Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng quét qua Thượng Hải kể từ năm 1949. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu đỏ với bão Bebinca, mức cao nhất trong thang đo 4 bậc của nước này. Bão Bebinca dự kiến sẽ gây ra những trận mưa lớn trong vài ngày tới, đồng thời có thể dẫn tới tình trạng sạt lở tại một số khu vực. Bão Bebinca được dự báo có khả năng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải kể từ năm 1949. Thành phố ở miền đông Trung Quốc đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão, theo tin bão mới nhất của Tân Hoa Xã. Để phòng ngừa ảnh hưởng của bão Bebinca, tới 17 giờ chiều ngày 15 tháng 9, hơn 377.000 người đã được di rời và 811 tàu thuyền đã được sơ tán đến các địa điểm an toàn, theo trụ sở kiểm soát lũ lụt Thượng Hải. Disneyland Thượng Hải, Disney Town và Wishing Star Park đã tạm thời đóng cửa từ 17 giờ chiều cùng ngày, với kế hoạch hoạt động trở lại bình thường vào ngày 17 tháng 9, theo Shanghai Disney Resort. Tại Chiết Giang, tất cả các hoạt động cảng ven biển đã bị đình chỉ, các chuyến tàu chở hành khách ven biển bị dừng lại và các dự án xây dựng liên quan đến nước bị tạm dừng, theo Cục An toàn Hàng hải Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão Bebinca lên cấp 2. Đài truyền hình CCTV cho biết hiện đã có hơn 400.000 người dân ở Thượng Hải được sơ tán đến những khu vực an toàn. Đồng thời toàn bộ tàu bè cũng được tập trung tại một số khu vực nhất định để giảm thiểu thiệt hại. Vào ngày 14 tháng 9, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo lũ lụt ở Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và An Huy. Tác động của bão Bebinca được cho là sẽ khiến nước của một số con sông vừa và nhỏ trong khu vực vượt quá ngưỡng cảnh báo. Trước khi đổ bộ vào Thượng Hải, bão Bebinca đã gây ảnh hưởng lớn đến khu vực miền Trung và Nam Philippines, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 36.000 người mất nhà cửa. Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải trong những thập kỷ gần đây là Gloria năm 1949. Cơn bão này có sức gió giật 144 km/h. Gần đây nhất, vào năm 2022, Thượng Hải bị đe dọa bởi cơn bão mạnh Mufia, nhưng sau đó nó đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải khoảng 300 km. Biển Đông có thể đón thêm 1 đến 2 cơn bão trong tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 9, Biển Đông có thể đón 1 đến 2 cơn bão, tập trung vào 10 ngày cuối tháng. Các cơn bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Dự báo, sang tháng 10 đến tháng 11, khu vực miền Trung nước ta có thể đón mưa lũ dồn dập. Cơ quan này cho biết thêm, hiện nay, cơn bão Bebinca đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Ngoài ra, trên Biển Đông đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh. Do hình thái thời tiết này nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn đến khoảng ngày 18 tháng 9. Trong đó, lượng mưa từ sáng ngày 15 tháng 9 đến sáng ngày 17 tháng 9 từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Tại miền Bắc, trong khoảng 7 ngày tới, thời tiết chủ yếu ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Riêng giai đoạn từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm một ngày, cục bộ có mưa to trên 50 mm một ngày. Miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lũ dữ dội do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, đổ bộ nước ta với sức mạnh phá hủy kinh hoàng. Bão đi vào Biển Đông từ sáng ngày 3 tháng 9, mạnh lên 8 cấp, từ cấp 8 lên cấp 16 chỉ trong vòng 2 ngày. Yagi duy trì cường độ siêu bão hơn một ngày trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc vào tối ngày 6 tháng 9, gây ra sự phá hủy chưa từng có ở hòn đảo, được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc. Sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và suy giảm không đáng kể, bão Yagi đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ cấp 10 đến 12, vùng gần tâm bão cấp 13 đến 14, giật cấp 16 đến 17. Bão tồn tại trên đất liền đến 12 giờ đồng hồ trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào hồi 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do cường độ đổ bộ rất mạnh, kết hợp với vùng đổ bộ có địa hình bằng phẳng và dân cư đông, bão Yagi có sức phá hủy rất lớn, đồng thời gây ra một đợt mưa rất lớn, dẫn đến lũ kỷ lục trên nhiều dòng sông. Đã 8 ngày bão qua, sông Cầu và sông Hoàng Long vẫn trên báo động 3, sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình, lũ vẫn dâng cao. Có đến 20 trên 25 địa phương miền Bắc chịu ngập lụt nghiêm trọng, riêng tại 9 tỉnh miền Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, ngập lụt vẫn đang tiếp diễn và dự báo kéo dài nhiều ngày tới. Đến 7 giờ sáng nay, theo số liệu của Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, bão Yagi khiến 346 người chết và mất tích, 1.921 người bị thương. Thiệt hại về vật chất là vô cùng to lớn. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về bão vào lúc 6 giờ sáng nay 15 tháng 9. Theo Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, vào lúc 5 giờ sáng nay, tâm bão nằm ở 29,1 độ Vĩ Bắc, 127,5 độ Kinh Đông, trên biển phía đông biển Hoa Đông, cách khoảng 520 km về phía đông thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 12, 33 m/giây. Dự kiến bão Bebinca sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h. Cường độ của nó sẽ tiếp tục gia tăng và dần tiến về bờ biển phía đông Trung Quốc. Trong đêm hôm nay 15 tháng 9 đến sáng ngày mai 16 tháng 9 sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Ninh Ba, Chiết Giang đến Khải Đông, Giang Tô, cấp bão hoặc cuồng phong, cấp 12 đến cấp 14, 35 đến 42 m/giây. Sau khi bão đổ bộ, cường độ sẽ suy yếu dần. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 9 đến 8 giờ ngày 16 tháng 9, khu vực Nam Giang Tô, Bắc Chiết Giang, Thượng Hải sẽ có mưa to đến rất to, một số khu vực có mưa rất to từ 100 đến 120 mm. Thông tin về tình hình lũ lụt do Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố ngày 14 tháng 9 cho biết, chịu ảnh hưởng của cơn bão này, lưu vực các con sông vừa và nhỏ có khả năng có lũ vượt qua mức cảnh báo. Cơ quan này cũng đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ tại 4 tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và An Huy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan thủy lợi, cơ quan quản lý các lưu vực sông liên quan, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường dự báo, cảnh báo, tham vấn, phán đoán, điều độ lũ chính xác, khoa học, đảm bảo an toàn các hồ chứa và các công trình đang thi công, tập trung ngăn lũ, lũ quét ở các sông vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cơn bão xảy ra trong thời gian nghỉ Tết Trung Thu, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân chú ý thông tin quản lý giao thông, tình hình thực tế, làm tốt việc chuẩn bị trước khi đi du lịch như tìm chọn các tuyến đường thuận lợi, tránh các đoạn đường lưu lượng xe đông, duy trì khoảng cách khi lái xe. Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự báo của các cơ quan khí tượng cho thấy bão Bebinca sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến hết tháng 9 2024, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, khả năng tập trung vào 10 ngày cuối tháng 9 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong thời kỳ mưa lũ tháng 10 và tháng 11 2024. Cơ quan khí tượng cũng cho biết trên Biển Đông hiện đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp, kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh sẽ gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đến ngày 16 tháng 9. Lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Hình thái mưa này không ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ.